Sự thật ấn tượng về vua vũ khí Việt Nam Trần Đại Nghĩa. Các bạn thân mến, thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa là một trong những cánh chim đầu đàn của khoa học công nghệ Việt Nam và của đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những công hiến to lớn của ông đã thực sự góp phần giữ lửa và truyền ngọn lửa của tinh thần tự tôn dân tộc cho các thế hệ trẻ. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về một con người huyền thoại, giáo sư Trần Đại Nghĩa. Một, tiểu sử giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ông Trần Đại Nghĩa, tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ nhỏ, Phạm Quang Lễ đã nổi bật về trí thông minh. Ông học rất giỏi, đặc biệt xuất sắc về môn toán. Ông mồ côi cha lúc 6 tuổi, được mẹ và chị gái đã tần tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Ông luôn ghi nhớ lời căn dặn cuối cùng của cha trước khi đi xa. Phải lo học hành đến nơi đến chốn, phải biết mang hiểu biết của mình đi giúp ích cho đời. Giữa năm 1933, Phạm Quang Lễ đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài, tú tài Việt và tú tài Pháp. Nhưng vì nhà nghèo không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, Phạm Quang Lễ quyết định đi làm giúp mẹ, giúp chị và nuôi chí vươn lên chờ thời cơ. Vì vậy, ông đã xin đi làm thư ký công sở ở Mỹ Tho. Sau 2 năm làm việc tại các đại sứ quán Mỹ, ông đã gặp nhà báo Dương Quang Ngưu, người đã giúp ông có được một học bổng cho Jean-Luc Lobat du học tại Paris. Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó, ông ở lại Pháp làm việc tại Trường Quốc gia Hàng không và Vũ trụ. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện Nghiên cứu Vũ khí. 2. Cuộc gặp gỡ thay đổi vận mệnh. Tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Pháp thương thuyết với Bộ trưởng thuộc địa Marius Motet. Tại đây, Bác Hồ đã thu hút được đông đảo tri thức Việt Kiều về nước phục vụ kháng chiến. Trong cuộc gặp gỡ Kiều bào Việt ở Pháp, Bác Hồ đã lắng nghe nguyện vọng của Phạm Quang Lễ. Bác hỏi, chú về nước chế tạo vũ khí, cách mạng sẽ rất cần, nhưng trong nước khổ lắm, chú có chịu nổi không? Phạm Quang Lễ gật đầu, thưa bác, cháu đã chờ đợi ngày này suốt 11 năm trời. Cuộc gặp gỡ giữa ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Paris đã trở thành cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cuộc sống của Phạm Quang Lễ. Hội nghị Fontainebleau không thành. Sau khi ký bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 với Pháp, bác đã cho gọi Phạm Quang Lễ. Bác sắp về nước, chú chuẩn bị để vài ngày nữa chúng ta lên đường về nước. Chú sẵn sàng chưa? Ông sung sướng trả lời, thưa bác, cháu đã sẵn sàng. Ngày 19 tháng 9 năm 1946, rời thủ đô Paris hoa lệ, Phạm Quang Lễ trở về Tổ quốc, mang theo tâm nguyện phụng sự đất nước. Hành trang trở về của ông là một tấn sách toàn về vũ khí. Ông cùng với các kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Tước theo Hồ Chí Minh về nước, tham gia tổ chức chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc. 3. Những phát minh làm lay chuyển cục diện chiến trường. Khi mới bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp rất coi thường quân đội Việt Nam. Chúng tuyên bố, chỉ cần mất 8 ngày sẽ tiêu diệt hoàn toàn cách mạng Việt Nam. Sở dĩ chúng chủ quan như thế là bởi chúng biết Việt Nam chưa có súng bắn xe tăng, thế mạnh chủ lực của Pháp khi ấy. Nhưng chúng không biết rằng Việt Nam đã có nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Quân giới trong điều kiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ là một thử thách không nhỏ đối với ông. Ngay sau khi trở về nước, Phạm Quang Lễ được cử lên xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên tham gia nghiên cứu chế tạo súng chống tăng theo mẫu Bazooka của Mỹ với hai viên đạn dự trữ do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu cung cấp. Với vốn kiến thức tích lũy trong thời gian học tập ở nước ngoài, cộng với sự thông minh, trí sáng tạo, ông đã nhanh chóng bắt tay vào trực tiếp nghiên cứu và chỉ đạo nghiên cứu sản xuất vũ khí, phục vụ cuộc chiến đấu của quân và dân ta. Ngày 5 tháng 12 năm đó, bác gọi ông về Hà Nội và đã đặt tên mới cho ông. Bác nói, đây là việc Đại Nghĩa. Vì thế từ nay, bác đặt tên cho chú là Trần Đại Nghĩa. Sau đó bác trực tiếp giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới, nay là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Và cái tên Trần Đại Nghĩa đã đưa ông đi vào lịch sử ngành chế tạo vũ khí của Việt Nam. Được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ,
trở thành cục trưởng đầu tiên của Cục Quân giới, Trần Đại Nghĩa đã cùng nhiều đồng chí xây dựng và phát triển ngành quân giới, chế tạo ra nhiều loại vũ khí mới trong điều kiện vô cùng thiếu thốn về vật tư thiết bị. Trong đó nổi bật nhất là súng và đạn bazooka, súng không giật SKZ, góp phần quan trọng để quân đội ta chiến thắng trên chiến trường. Về Ứng Hòa, ông tiếp tục viện nghiên cứu chế tạo súng bazooka. Từ những kiến thức thu thập được qua các tài liệu mật ở nước ngoài, với trình độ cử nhân toán cao cấp, trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn về nhiều mặt, đặc biệt sau bao nhiêu lần thất bại, ông cùng các đồng chí của mình đã chế tạo thành công súng và đạn bazooka. Tác dụng lớn là súng bazooka và súng không giật. Do ông nghiên cứu chế tạo, ngoài chống xe tăng bọc thép, còn đánh cả tàu chiến chạy gần bờ hoặc dập tắt hỏa lực hay bắn tan đội hình địch tập trung số quân đông. Sau đó, ông hoàn chỉnh bản vẽ chi tiết và chuyển đến các xưởng quân giới ở Việt Bắc. Ngày 3 tháng 3 năm 1947 đã trở thành một mốc son của ngành quân giới Việt Nam trong việc chế tạo khí tài, khi đạn bazooka góp phần bẻ gãy cuộc tấn công của địch ở vùng Chương Mỹ, Quốc Ai, Hà Tây cũ. Trong cuộc hành quân đầu tiên của xe tăng Pháp tấn công vào quân ta, súng bazooka vừa bắn ra đã làm cháy chiếc xe tăng dẫn đầu của Pháp. Chúng hoảng loạn, bỏ chạy. Quân ta thắng trận đó mà không hề hy sinh bất cứ một ai. Trong chiến dịch thu đông năm 1947, bazooka còn bắn chìm cả tàu chiến Pháp trên sông Lô. Đến tháng 4 năm 1947, bazooka đi vào sản xuất hàng loạt, gửi các chiến trường. Ghi nhận cống hiến của Trần Đại Nghĩa, trong đợt phong tướng đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 117SL ngày 25 tháng 1 năm 1948, phong ông quân hàm thiếu tướng. Năm 1949, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một mốc mới trong cuộc đời của nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, từ một nhà khoa học thêm nhiệm vụ chỉ đạo công tác quân giới, vũ khí cho quân đội trong chiến tranh. Sau bazooka, Trần Đại Nghĩa đã cùng các kỹ sư cộng sự gần gũi như Lê Tâm, Nguyễn Trinh Tiếp tiếp tục nghiên cứu một loại vũ khí mạnh hơn, có khả năng tiêu diệt các bong kè, lô cốt kiểu mới của địch. Đây là dòng vũ khí hiện đại mới xuất hiện lần đầu trong trận quân Mỹ đổ bộ lên đảo Okinawa của Nhật Bản hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau một thời gian thực nghiệm, súng Đại Bác SKZ-60 đã chế thử thành công. Đây là loại vũ khí công đồn nặng khoảng 26 kg, có thể tháo rời để mang vác. Đầu đạn nặng khoảng 9 kg, có thể xuyên thủng bê tông dày trên 60 cm. Khi bắn ở cự ly tối ưu, ông được mệnh danh là ông vua vũ khí của Việt Nam từ ngày đó. SKZ-60 được ứng dụng ngay trên chiến trường và lần đầu lập chiến công xuất sắc, phá tan bong ke kiên cố của giặc Pháp trong chiến thắng ở Phố Ràng, chiến thắng Phố Lu trong chiến dịch Lê Hồng Phong cuối năm 1949. Địch hoảng sợ tháo chạy khỏi hàng loạt các đồn bốt khác. Trong cuốn sách Chiến tranh Đông Dương của Lucien Bodat, xuất bản năm 1963 tại Paris, có viết: trước đây, người Việt chỉ có thể đột phá vào đồn bốt bằng cách lấy sức liều mạng. Nhưng bây giờ, họ làm việc đó bằng bazooka hoặc SKZ, một loại đại bác không giật do Việt Minh chế tạo. Cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi, cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60 cm, là những quả đạn SKZ 8 kg mà người Việt chế tạo ở Đông Dương. Chỉ cần vài quả là đủ tiêu diệt tháp canh của chúng tôi. Để có thể đánh đòn chí mạng vào các điểm co cụm của địch, Trần Đại Nghĩa tiếp tục nghiên cứu và chế tạo thành công loại bom bay tương tự loại V1, V2 của Đức. Bom bay được cấp tốc đưa đến các vùng chiến sự khốc liệt, góp phần làm nên những thắng lợi quan trọng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đầu năm 1949, bộ đội ta bắn thử loại bom này. Khi bắn, quả đạn bay qua sông Hồng rơi đúng vào trung tâm chỉ huy của Pháp ở Bắc Cổ. Tuy thiệt hại vật chất không lớn, nhưng loại bom này đã khiến cho quân Pháp khiếp sợ hoang mang. Ngoài chế tạo vũ khí, ông còn mở nhiều lớp đào tạo kỹ thuật vũ khí và trực tiếp đứng lớp. Qua các bài giảng, ông đã trang bị cho anh em những kiến thức cơ bản về kỹ thuật vũ khí. Hầu hết học viên do ông đào tạo sau này đều là những cán bộ chủ chốt. Sau 3 năm được giao nhiệm vụ lo vũ khí cho bộ đội, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa đưa ngành quân giới non trẻ phát triển mạnh mẽ. Những vũ khí Cục Quân giới chế tạo đã góp phần quan trọng để bộ đội ta giành thắng lợi trên các chiến trường, đặc biệt là chiến dịch biên giới năm 1950. Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất, ông được vinh danh Anh hùng Lực lượng Vũ trang. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva ký kết, Trần Đại Nghĩa được cử làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Năm 1966, trước sự leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ,
ông được điều động trở lại phục vụ quân đội với cương vị là phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần, chuyên trách về mặt kỹ thuật vũ khí quốc phòng. Ông đã có nhiều đóng góp lớn trong việc tìm biện pháp kỹ thuật chống chiến tranh phá hoại, phá hệ thống thủy lôi của địch, chế tạo những trang thiết bị đặc biệt cho bộ đội đặc công, tìm phương án đánh B-52, góp phần cải tiến SAM-2. Sự ra đời của những vũ khí mang tên Trần Đại Nghĩa đã đưa trí tuệ Việt Nam vươn tới đỉnh cao của nền khoa học thế giới lúc bấy giờ. 5. Một đại trí thức, nhà khoa học anh hùng. Ngày đất nước thống nhất, 30 tháng 4 năm 1975, giáo sư Trần Đại Nghĩa có ghi vào cuốn sổ tay của mình một câu: đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sinh thời, ông từng nói: bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự tổ quốc, họ chẳng có gì cả. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mạng của tôi rất đơn giản là tham gia về mặt khoa học, kỹ thuật vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng để giải phóng đất nước. Và nay, đất nước đã được giải phóng, tôi không muốn gì hơn nữa, vì một đời người không thể làm hơn. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp to lớn vào các cuộc chiến chống B-52, phá hệ thống thủy lợi của địch và chế tạo những trang thiết bị đặc biệt cho bộ đội đặc công. Mỗi chặng đường công tác thành công của ông đều được ghi nhận bằng những huân chương và giải thưởng cao quý. Sau khi được Đảng, Nhà nước cử làm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch các Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, năm 1966, ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, rồi viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Đức. Trên cương vị nào, ông cũng để lại những tình cảm tốt đẹp nhất đối với các nhà quân sự cũng như giới trí thức hai miền. Khi được nghỉ hưu, ông vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh, song vẫn rất chú ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng những nhân tài của đất nước và của Viện Khoa học Việt Nam. Đối với các nhà khoa học sau này như giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, giáo sư Phan Đình Diệu cùng bao nhiêu thế hệ các nhà khoa học khác đều ghi nhớ mãi trong tâm mình về việc nhân, việc nghĩa trong con người giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Ngay những ngày trước lúc qua đời, viện sĩ Trần Đại Nghĩa vẫn nhắc lại: tôi nhớ mãi mãi Bác Hồ kính yêu, vô cùng biết ơn Bác cho theo về nước. Bác luôn luôn chăm sóc và hướng dẫn tôi, và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã cho tôi các cương vị để có thể hoàn thành nhiệm vụ của đời tôi một cách có hiệu quả nhất. Và cái tên mà Bác đã đặt cho tôi cũng luôn luôn nhắc nhở tôi. Ông luôn khắc khoải về hình ảnh người mẹ và chị ruột của mình trên sông Măng, mà lúc mẹ mất, do còn ở Pháp xa xôi, ông không được về để chịu tang mẹ. Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 9 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ 85 tuổi. Để ghi nhớ công lao to lớn của giáo sư, nhiều công trình tại các đơn vị địa phương trong cả nước đã được vinh dự mang tên ông. Phố Trần Đại Nghĩa ở Hà Nội, đường Trần Đại Nghĩa tại thành phố Đà Nẵng, đường Trần Đại Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tên của ông còn được đặt cho một số trường học trên cả nước, trong đó có trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trường đại học Trần Đại Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ở thành phố Vĩnh Long và trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa ngay tại quê hương của đồng chí là huyện Tam Bình. Cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Trần Đại Nghĩa được ví như những trang sách, có thể ở trang cuối còn đang viết dang dở, nhưng sẽ được thế hệ mai sau viết tiếp. Nét chữ mới nối tiếp nét chữ cũ, như một dòng chảy mãi không ngừng. Cả cuộc đời của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa đã phản ánh một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, quyết tâm và nghị lực phi thường vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được lịch sử ghi nhận. Tấm gương ấy sẽ mãi tiếp tục tỏa sáng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Các bạn vừa theo dõi sự thật ấn tượng về vua vũ khí Việt Nam Trần Đại Nghĩa. Các bạn nghĩ sao về nhân vật đặc biệt này? Đừng quên để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.